anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Tokyo. Thì sắp Tết rồi, hôm nay là cũng sang đến đầu tháng 12 âm rồi. Thì mình cũng đang, tình hình là đang đi kiếm một cái gì đấy để Tết này quay chơi. Nhưng mà kiểu dùng mấy con bình thường thì thường quá. Thế là thôi, hôm nay thì bây giờ mình sẽ đi vào trong văn phòng, không biết là thằng Mạnh có đi làm không. Thì bây giờ mình vào xem hỏi nó là có con gì quay hay hay không nhá. Ô, Mạnh em. Hello anh. Đang quay à? Hay làm gì đấy? Đang chuẩn bị quay đây anh. Thế tình hình là anh có cái chuyện này anh định hỏi mày đây. Đây, thế thì ra đây ngồi ghế. Anh đây. Lấy ghế ngồi luôn nhỉ? Đây, anh em ạ. Đây, thằng Mạnh này. Hello anh em. Đây, từ từ để tôi tắt cái track đi cho anh em nhìn cho dễ nhá. Đó, Mạnh này. Đây, thì chắc là nó đang định quay, thế đèn đóm các thứ đây. Không biết nhiều mấy em đang chuẩn bị quay đây, đang... Tình hình là như thế này. Đây, chị ngồi đây anh. Đây, từ từ. Anh kiếm cái ghế đã. Kiếm ghế ngồi thoải mái cho dễ. Ok, ra là anh này không phải chính đâu, ngày mai là chính. Thì tình hình là như này, bây giờ đã là tháng 12 âm rồi. Sắp Tết rồi. Sắp Tết rồi, thì anh là Tết này là anh đi du lịch với vợ anh. Được, là tiền đấy. Anh cũng đang muốn là kiếm một con gì nó quay kiểu nó kiểu cam hành trình. Cam hành trình quay à? Vui vui, nhưng mà anh không thích GoPro. Không thích GoPro mà anh đang có Pocket 2 đúng không? Anh có Pocket 2 rồi. Thì tiện quá nhỉ, hôm nay em lại được bên Tokyo gửi qua một cái con cam mà em nghĩ rằng là nếu như mà anh đi quay hành trình này hay là anh một người kiểu thích vọc vạch một chút ấy, thì anh sẽ thích con này. Con này thì là Insta360 1X2. Đây được mới ra mắt nhá, mà giá rất thơm. Bây giờ thì tiện em chuyển mở hộp thì anh em mình mở hộp xem có gì bên trong không? Được. Để xem luôn. Đây. Bây giờ để đây cho anh em xem là hộp này có những cái gì. Từ từ anh mượn. Từ từ nhá. Là con này thì ngày xưa ấy thì là anh có quay cái con One X đời đầu. Thì anh biết là con này là cam 360 rồi. Nhưng mà không biết là con này là đời 2 đúng không? Đời 2 mới ra mắt. Thì không biết là con này có những tính năng gì mới không, thì em giới thiệu sơ bộ cho anh xem mắt đây nha anh em nhá. One X2. Con này nhá, đầu tiên là nó có rất nhiều tính năng này, tính năng thì có lẽ là mình sẽ nói sau. Thế nhưng mà về nâng cấp so với One X1 ấy thì One X2 nó có 4 mic. Mic à? Đúng rồi, 4 mic thu âm rất tốt và nó sẽ phục vụ cho anh rất nhiều trong quá trình mà anh quay vlog. Cái thứ hai nữa ấy, là ở trên cái con One X2 này nó có một cải tiến và bây giờ em sẽ mở ra giới thiệu cho anh. Đây. Okay. Nói không thì anh em khó hình dung, mình sẽ mở ra nhá. Chắc thế nhỉ. Mới có khác. Có tiền mà. Đây. Đấy. Đây đúng không? Anh cho các bạn xem tí. Anh em nhìn này, trông được không? Thực ra thì anh thấy cơ bản thì là nó cũng cái form ấy thì nó không khác cái con đời đầu của anh cả. Thì cái con đời đầu của anh thì nó vẫn là có hai cái cam như thế này. Tuy nhiên thì có cái gì mới thì thôi, bây giờ mình sẽ để Mạnh giới thiệu. Đây anh em ạ. Mới ấy thì là ở trên One X1 chúng ta cũng có một cái màn hình. Thế nhưng mà ở trên One X2 ấy, cái màn hình này của chúng ta là màn hình AMOLED này. Em nhìn kỹ giúp mình này. Đó, màn hình AMOLED. Và nó sẽ hiển thị cái hình ảnh mà anh em quay ở trên đây. Hơn thế nữa thì bởi vì là ra mắt vào năm 2020, thế cho nên là nó sẽ được trang bị luôn cả những cái tính năng ở trên màn hình. Đây là một cái màn hình cảm ứng hoàn toàn luôn. Và anh em hoàn toàn có thể như kiểu là điều chỉnh chế độ ở trên Pocket 2 ấy, nó rất giống. Và cái màn hình này thì nó là màn hình AMOLED mà, nên là hiển thị rất là rõ nét. Ngoài ra đó nữa thì mình đã nói với anh em mà nó có 4 mic. Thì đây, anh em có thể hơi khó nhìn một chút. Thế nhưng mà thực sự là ở hai cái mic ở ngoài này, ở bên cạnh có một cái mic nữa. Đây anh em ạ, có nghĩa là dưới mỗi cam ấy, anh em mà mua ấy, thì để dưới đây. Anh em chắc chắn là nhìn thấy. Đó. Đấy, mic này, bên cả đây có mic này. Rồi. Nhưng mà anh cầm có vẻ nặng hơn đấy nhỉ? Đúng rồi, nó hơn khoảng 300g. Nếu như mà em theo không nhầm là hơn khoảng 300g. Nó quay thì vẫn được là 5.7K và 30 frame. Đây là một cái chất lượng quay mà rất là tốt để mà anh có thể đi quay một cái vlog. Cộng thêm đó nữa thì với con One X bình thường nhá, như con anh đời đầu có ấy, thì nó không có chống nước. Đấy là một cái điểm trừ rất lớn. Con One X đời đầu mà anh dùng, ví dụ mà anh đi biển ấy, là anh phải mua thêm cái bóc. Đúng rồi, thêm bóc. Nó rất đắt. Đấy. Đấy, thế nhưng mà ở trên One X2 nha, chúng ta có IPX8 rất cao và anh em có thể là quay khoảng dưới độ sâu khoảng 10m, tức là anh em đi bơi thoải mái luôn. Đó. Hợp lý nhỉ? Thế nên đợt này anh vào Phú Quốc chắc là xuống biển nghịch tí. Nói là hợp lý tí. Luôn. Hợp lý luôn nhỉ? Thế nhưng mà anh nhớ rồi, có nghĩa là con này ngày xưa ấy, anh dùng có hai cục pin. Hai cục pin à? Hai cục pin mà lại hai pin rời, có nghĩa là khi kết quả đầu tiên ấy nó chỉ bé bằng cái pin GoPro thôi, nó rất là pin nhỏ. Đúng rồi. Cái này thì nếu như anh em nào dùng One X đầu thì sẽ biết. Nhưng mà anh thì thứ nhất là anh rất ngại cái việc là anh đang quay mà anh phải tháo pin. Là thứ nhất. Không biết là con này pin thì không biết là nó có to hơn và có khỏe hơn hay không.
Với One X đời 2 ấy, thì anh biết rồi, nó nặng hơn 300g đúng không? Thế nên là cái pin ở trên One X đời 2 nó mạnh hơn One X đời đầu là khoảng 55%, tức là nó hơn một nửa rồi. Đấy, tức là anh có khoảng một cục pin rưỡi rồi. Đấy. Ờ, thế có nghĩa là tính ra là ngày xưa là hai cục, bây giờ là dùng một cục là đủ rồi. Một cục là đủ đúng không? Đó. À, có vẻ là con này hợp lý đấy. Hợp lý mà. À, mà lại anh nhận thấy một cái điều này hay này, tại vì con đời đầu của anh ấy nó không có cái này. Cái vân nhựa anh ạ. Đây, đúng. Con này nó có cái vân nhựa này. Đấy, không biết là làm bằng cao su hay bằng nhựa, nhưng mà theo anh thấy thì cầm sướng, cầm thích cái hơn và nó to, nó dày hơn. Nó dày hơn. Nhưng mà không biết là nó có ảnh hưởng gì đến cái 360 không thì chưa nói. Nhưng mà nói chung là build con này ngon hơn, cầm cũng sướng hơn. Với cả là chắc là cái này ấy thì là dành cho kiểu là ví dụ mình có nhớ có rơi hoặc là đập ấy. Rơi này. Thì nó cũng sẽ không bị hỏng cái nhựa này. Và một cái điểm mà anh em cần lưu ý một chút này, bởi vì là chúng ta có chống nước là IPX8, thế nên là những cái mấu chốt đây này, cái này khi mà mình mở ra nhá, nó làm rất chắc để chúng ta có thể là chống nước ấy. Đó, mình sẽ anh cậy thử cho các bạn xem này. Đó. Gọi là chắc phết đây. Ở đây nó có cái lẫy này, mình như bạn cậy này. Đây nó có cái lẫy đâu. Đấy. Đấy. Cậy khó phết đây. À. Đây, cái này là pin này hay là cái gì? Ờ đúng, bên trong nó là pin với cả là thẻ nhớ, nó sẽ ở bên trong. À, và lưu ý cho anh em là thẻ nhớ này chúng ta có thể là lưu trữ khoảng 1TB nhá. À, anh em có thể là đây pin đây. Đây bây giờ giới thiệu sơ mạnh giới thiệu sơ qua quả pin cho anh em xem qua phát nhỉ. Con này dung lượng là như anh thấy ở đây là ghi là 1600 này. Nói chung là pin cũng to hơn. Đây, nguyên một tấm pin luôn, nguyên tấm pin rất là to. Đó. Chiếm gần như là khoảng tầm 2/3 rồi. Máy rồi. Bên trong nó lắp thẻ nhớ đây đúng không? Đúng rồi, thẻ nhớ. Đó. Okay, em lắp sẵn rồi. Em lắp sẵn rồi. Tính em cho mượn đi quay tí thôi. Ok. Anh đơn giản. Cái này thì có cả rong cao su này. Cái này chắc là nó chống nước. Phục vụ chống nước, nó phục vụ chống nước. Nên là có rong cao su. Tuy nhiên thì trêu thế thôi chứ thực ra là chống nước X8 hay X7 thì với anh ấy, anh cũng chỉ trời mưa, trời gió hoặc là chờ quần áo ướt ấy, không sao. Chứ còn nếu mà như bảo đi xuống biển thì vẫn phải dùng bóp. Vẫn dùng rồi, nước biển nó mặn mà. Thực ra là khuyên anh em là nếu như mà có đi biển đi chơi ấy, thì cũng tốt nhất là cũng đừng có dại gì mà cắm thẳng vào xuống nước. Tại vì là thứ nhất là cái áp lực nước nó lớn, nó sẽ gây hỏng nhanh hơn. Và cái thứ hai là nước biển thì cái đồ công nghệ mà xuống biển thì chỉ có hẹo thôi. Chứ kể cả có chống nước X10 rồi, nói chung là vẫn nên mua thêm một cái bóp. Đúng rồi, thì bóp không biết là con bóp đời đầu có dùng được không thì anh sẽ mua và anh thử. Hôm nào mình thử anh. Hôm nào anh sẽ thử. Cứ để đấy. Không sao, ok anh sẽ lắp vào. Cũng chắc chắn lắm. Này thì khó lọt nước lắm tại vì cái dòng cao su nó cũng lớn mà. Thế anh thử bật phát nhỉ? Bật thôi anh. Để xem là cái màn hình này nó như thế nào. Ok đây, cho anh em xem sơ cái màn hình. Đấy, cái màn hình cảm ứng. Được phết nhỉ, ôi nhạy ghê đấy. Nhạy mà anh. Được phết nhờ, chỉnh cái thông số các thứ luôn này. Mà trông còn mượt nhá. Trông mượt mà ra phết ổn áp nhờ. Có vẻ là được đấy. Nhiều tính năng luôn. Con này có vẻ ổn đấy. Được quá này. Anh em ạ, nói chung là cái cảm màn này cảm ứng mượt lắm. Rất mượt luôn. Rồi, nói chung là bây giờ anh sẽ xem qua. Nhiều mà anh? Nhiều quá, không biết dùng thế nào. Có lẽ là mình sẽ liên hệ anh em ở một cái video đấy có thể hướng dẫn sử dụng chẳng hạn. Tôi chắc anh sẽ mua về anh trải nghiệm sau đấy anh em luôn. Có kỳ thế nhỉ? Có kỳ thế thì là hợp lý. Đấy thì cái màn hình đấy nha, anh em lưu ý là cái màn hình nó rất là nét và màu sắc trông cũng khá là ok. À, có cảnh RAW này em ấy. Ờ, có RAW à? Ui, thì nó lại là hợp lý luôn. Hợp lý luôn. Ờ, chuyển sang chế độ này thì có lại có cả RAW luôn, nó lại hợp lý luôn. Ở đây thì anh xem nào, quay phim xem nào. Quay phim chắc là vẫn 5.7K nhỉ? Đúng rồi, 5.7K, 5.7K 30 frame. Thì thôi nhưng mà 4K thì là 50. 50, 4K 50. 4K là 100. Chứng tỏ là vẫn như con kia, về cái tính năng quay thì vẫn là như con đầu. Được quá nhỉ. Thế bây giờ ngày xưa ấy, anh mua ấy là con kia là hộp thì nó có nhiều đồ chơi lắm. Nhưng không biết là đời 2 này thì nó có cắt giảm cái gì không? À, đời 2 á. Đây thì em lại giới thiệu cho anh cái như này. Này. Mày, anh có làm gì có lỗi thì mày đừng có đánh anh nhá. Mày đừng có rút ba to mày. Có gì đâu. Đây, anh cười anh em với nhau mà. Anh em nhìn này, nó là một cái gậy của Insta360. Và khi mà anh em lắp cái gậy này vào cái phần đế này, mình sẽ lắp thử cho anh em này. Đó. Đó, nó không phải cái ba tong, anh cười. Đây, mình rút lên này. Thì bởi vì là ở trên con Insta360 One X2 này, và kể là từ One X rồi, thì chúng ta đã có một cái tính năng đó là Invisible Stick. Tức là khi mà anh em cầm cái gậy nhá, đây là một cái gậy chuyên dụng chỉ dành cho Insta360 thôi. Thế nên là khi anh em cầm cái gậy này quay này, thì cái gậy này nó sẽ hoàn toàn biến mất ở trong cái khung hình của anh em. Tức là cái AI của con One X này nó xử lý rất là tốt. Chỉ cần anh em sử dụng cái gậy này thôi này, là anh em sẽ quay mà không cần phải có gậy luôn. Nó xóa rất tốt luôn. Cái này thì đó, với cái gậy đời đầu thì chắc là gậy chắc anh không phải mua thêm, tại vì gậy có sẵn rồi. Gậy chắc là tặng kèm. Chắc là cũng chỉ dùng, chắc phải bán con One X1 đi mua, còn này chẳng ngon.
Ừ, con này nâng cấp quá nhiều mà anh. Con này được. Nói chung là thứ nhất là cái build. Cái quan trọng nhất là cái cảm giác cầm nắm và cái nhìn cái ánh mắt ban đầu ấy là kết luôn. Thế mới chết chứ lại thế này rồi là đổi tiền. Nhưng mà anh bảo này, anh mua thì mày đừng mách vợ anh nhá. Không là anh này vỡ mồm đấy. Cái đấy thì nó còn tùy thái độ của nhau. Thế nhưng mà thôi thì giới thiệu thông số qua là như thế. Nhưng bây giờ anh là anh muốn cái là phải dùng qua cơ, phải trải nghiệm. Thì không biết là bên mày rảnh không? Có. Nhưng mà không phải quay nữa đúng không? Không, không, nghỉ rồi. Nghỉ rồi đi, thấy chưa? Thấy đi chơi bắt đi luôn. Thôi thì bây giờ thì mình với cả thằng Mạnh ấy sẽ đi trải nghiệm xem là cái con OneX này nó như nào. Đi em. Đi thưa anh. Và các bạn nhá, nhớ subscribe Tokyo Camera nhá. Quên, thì sau lần này mình cũng kết video luôn nhá. Cho nên là anh em xem sản phẩm xong là hết video ấy, không có chào hỏi gì nữa đâu. Đừng quên sub cho anh em mình nhá. Rồi bây giờ đi trải nghiệm đây.